em bức bối trong đầu. Sáng nay vào khoảng 7:30 em cầm con dao từ trại nhà em giấu vào một cái áo đi sang nhà con Việt. Con Việt vừa đi ra khỏi cổng em chém luôn, vẫn đang ngồi trên xe máy, một phát vào đầu là chém tiếp hai ba nhát tiếp theo, nó gục xuống. Em mục đích là vào nhà để em đuổi thằng Hiệp, con trai nó, để em chém giết nó. Nhưng nó vòng vo nó chạy thì con Bắc vừa đi ra đấy với em chém luôn. Thì em con Bắc nhảy vào trong vườn, em lại đuổi theo em chém ba bốn nhát nữa. Khi con Bắc gục xuống, em chạy ra. Em đi ra khỏi cổng, ngó nghiêng không có gì, em lại quay lại vào. Vào thì em và em đuổi con Nhung đấy. Thì nó mới chạy vào, nó bế con lại vào, thì em mới dùng cái chuôi dao ấy, em đập vào cái cửa kính, nó chốt cửa. Thì em mở lại cửa kính ra thì nó lại chạy khen lối cửa bên nách, nó chạy ra. Sau khi nó chạy ra thì nó tượt chân, nó vấp ngã chỗ cái lối cổng gần mẹ nó, thì em chém luôn cả hai mẹ con ba bốn nhát Cả đấy, đứa nhỏ 1 tuổi. cả đứa nhỏ đấy, chém luôn tất cả hai mẹ con ba bốn nhát tiếp theo vào đầu vào bụng gì đấy. Tóm lại như thế, sau đó em về nhà, thì em xác định là thôi, trong đầu em ấy là mình ra gây ra án mạng này thì em có ý định là em sẽ tự tử. Cái thời điểm anh đang chém những người nhà ông kia thì trong đầu anh đang nghĩ cái gì? Em không nghĩ gì, em Có một chỉ cái mục đích gì không? có mục đích là em sẽ giết bằng được cái thằng Hiệp ngay ban đầu, là ý định là trốn trước ấy, là giết bằng được mẹ con nhà nó. Chỉ vì thằng em đuổi con nó thì thằng Hải nó mới hô là chém mẹ chết đi, thì em mới thấy nó hô thế thì không biết nó có cầm dao không, thì em quay lại bắt thì em chém luôn. Đấy. Thế mục đích ban đầu chỉ là thằng Hiệp thôi, mục tiêu Mẹ ban đầu nó, gọi con Việt và thằng Hiểu, mục đích của em là như thế. chứ sau này thì Sau này em không kiềm chế được tốc độ bản thân em thì gặp bạn em thấy gia đình em chém tất.